Và sắp đến mùa hè rồi thì chắc là như rất nhiều bố mẹ cũng như là rất nhiều các con đều quan tâm đến vấn đề niềng răng phải không? Các bố mẹ đến khám bác sĩ Cường hay nói là tôi muốn con tôi có một cái hàm răng đẹp hơn để cho con có một cái sự tự tin sau này khi mà đi ra làm việc, gặp các đi học tập và làm việc được tự tin hơn. Và bác sĩ Cường cũng gặp rất nhiều trường hợp là bị hô. Bạn thể thấy hình ảnh bị hô là như này này. À, rất nhiều trường hợp là bị móm, hình ảnh bị móm sẽ như này các bạn nhé. Đấy. À, nếu mà các bạn thấy cái mặt nghiêng của con mình là bị hô hay là bị móm thì chúng ta sẽ có cái quyết định niềng răng rất là dễ dàng. Vậy thì hôm nay bác sĩ Cường sẽ bật mí với các anh chị một trong những cách để phát hiện là con mình bị hô hay bị móm. Chúng ta xem là như thế nào mới là tiêu chuẩn của cái việc đẹp. So với lĩnh vực răng mặt các bạn nhé. Bác sĩ hay làm một cái giải pháp như thế này. Chúng ta chỉ cần một cái thước kẻ hoặc là một cái bút cũng được đặt lên phần mũi. Nếu mà phần đỉnh mũi chạm vào môi dưới, chạm vào môi trên và chạm vào cằm thì như thế này vẫn được gọi là như thế này được gọi là tiêu chuẩn này. Đấy. Còn trường hợp thứ ba nữa là răng của con các anh chị khớp khểnh. Răng của con các anh chị khớp khểnh, anh chị nhìn cái là nhận ra luôn. Cái bộ răng này là đều các bạn nhé. Đấy, không được quá đẹp nhưng mà răng này là đều. Thứ tư nữa, ngoài ba trường hợp là bị hô, bị móm, răng bị khớp khểnh, còn trường hợp thứ tư nữa là những cái trường hợp mà răng mọc dị dạng. Đã bao giờ anh chị gặp những cái trường hợp mà con bị có một cái răng thừa ở cái vùng răng cửa chưa? Có rất nhiều đúng không ạ? Có rất nhiều các anh chị đã từng gặp người bạn hoặc là những người thân trong gia đình nhà mình có những cái người bị thừa ở cái vùng răng cửa này. Nếu mà trường hợp mà răng của con anh chị mà nó răng ra răng vào răng thi nhau làm tổ trưởng thì cái việc niềng răng nó là một trong giải pháp hiệu quả nhất, an toàn nhất và phù hợp nhất với các con. Sau này các con sẽ rất là cảm ơn và biết ơn các anh chị khi mà ra cái quyết định niềng răng cho con như vậy. Nếu mà các anh chị mà còn lăn tăn về vấn đề niềng răng thì các anh chị chỉ cần chụp cho bác sĩ cái kiểu ảnh mặt thẳng này. Đấy, mặt thẳng như thế này nhé. Và kiểu mặt nghiêng, chụp mặt nghiêng của con cho bác sĩ là bác sĩ đã có một cái hình dung sơ khởi ban đầu. Chỉ cần hai bức ảnh đấy thôi, rất là đơn giản phải không? Chỉ cần hai bức ảnh thôi, các anh chị chỉ cần nhắn tin cho bác sĩ Cường và gửi cho bác sĩ Cường hai bức ảnh, một bức ảnh mặt nghiêng, à khuyên sữa, một bức ảnh mặt thẳng và một bức ảnh mặt nghiêng. Điều đó là bác sĩ sẽ đánh giá được luôn là cái tình trạng con của anh chị có bị hô hoặc bị móm không, và đấy là một trong những cái tiêu chí mà chúng ta cần phải ra quyết định là có niềng răng hay không các anh chị nhé.